Ờ đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ê, ê. Đợi. Sao thấy cái tháp nữa rồi nghèo 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 kiểu 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 sao sao quá ta. Ai mà biết được. Xu nhiều hả? 6 xu rồi. Ôi giờ lại là M4 full chip à? Ừ. Là phải M4 full chip bạn em. M4 full chip hả? M4 full chip thì không có keo nữa, nó bắn sấp mặt luôn á. Chip liền, full chip liền. À đồ. Giờ sao nhỉ? Trời bắn rồi. Đậu xanh nó vừa mua xong full chip đi ra gặp KC, không biết nói gì luôn. Nói gì cho ngầu giờ. Không biết nói gì hết. Ê, có thằng món bị phóng đi nè. Ngon, 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 ngon. Chu. Lol. Hồ gì à? Có địch. Ok có địch. Làm thịt nó thôi em. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Chào cậu. Quăng lựu đạn vô cái chút bit kill. Còn thế không biết. Cứ bắn nhau vậy đi, lại ké có phải là hay không? Đồ luôn full combo 14 rồi. Còn thiếu có giá đỡ của tôi thôi, tôi không thích bắn tay ba cho lắm. Làm cứ vợ hả? Không biết đâu à, gì đây? Cứ nhớ mẹ em nha anh. Thì nãy nó gọi đó, cưới mà mời mọi người đi hay không kìa, chứ sao không đi thôi. Khi nào bà ca lấy chồng hả? Ơi mày, mơ đi mày, mày mơ đi mày, mày đừng có gài tao. Mày gài tao hả? Mày gài tao hả? Ôi dồi ôi. Ồ, dính xe luôn rồi. Đi bộ luôn. Mày chạy sao cái cho nổ chết tao rồi. Mày ăn đá Phương à, tao giúp hai thôi đó. Đâu mày đã quê đâu hả? Con đã quê nó Đồng Nai. Ui ui ui. Đây hấp dẫn, hấp dẫn. Đâu nhà cứu, nhà cứu, nhà cứu, nhà cứu, nhà cứu, nhà cứu, nhà cứu nè. Thank you.
có gì đâu trời, không có kèo lăn xẹt gì trời. Không có xu. Con này có xu không? Con này vừa đủ 4 xu luôn nè. Cuộc sống may mắn thế. Được kiếm giá đỡ đâu ta? Đi bắn kìa, bội bắn kìa. Sướng hay sao á? Không có. Ở đâu ta? Bội bắn đâu ta? Ở dưới sướng, dưới sướng, dưới sướng. À, trên cái nóc vàng. Trời ơi, nó bắn kìa, nội ơi. Tôi lấy cái da đỡ cho anh em. À, quỷ này nó bắn phô mát luôn hả? Ủa, nó nóc chưa? Nó còn kìa. Gớt cái xác kìa. À. Ơi, ôi tưởng gớt. Ôi, hồi nào bỏ cho keo đây đã hả? Sao ta? Cái đặng sao ta? Cái đặng sao ta? Hai nghe, từ từ tôi bị gói pha này nè. Ơ. À, sao vậy? Sao lên được? Ai mà biết được. Sao lên ta? À đây rồi. Tôi thấy rồi. Tôi biết cách lên rồi nha. Đây rồi. Ủa? Phải chạy vòng một đường này lại à? Ôi, lọt bây giờ. Tôi không biết đường lên đây mà. Giờ phải gắng lên thôi biết sao. Làm gì nào đi, tôi đi leo nóc xưởng chơi. Chọc cậu. Ủa, leo xưởng rồi sao bắn? Đây rồi. Công tình công sức leo từ bên kia qua tới bên đây. Công tình công sức leo từ bên kia qua tới bên đây xong lột xuống dưới đây à, trầm cảm. Dặn dễ sợ. Chắc chi là cồng kềnh nhá. Buồn thiệt chứ. Bị trượt chân thôi, có gì đâu, làm gì căng. Đúng không, làm gì căng, tôi bị trượt chân thôi, làm gì căng. Sao, căng không?